Ngô Lan Hương, học trò tóc tiên, từ một hiện tượng cover đến ca sĩ sở hữu loạt hit triệu view. Ngô Lan Hương được biết đến là một ca sĩ, youtuber, vlogger bước ra từ cuộc thi The Voice. Ngoài giọng hát hay, gương mặt xinh xắn cũng chính là yếu tố giúp cô nàng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngô Lan Hương là nghệ danh cũng chính là tên thật của cô gái sinh năm 1998 tại Thanh Hóa và hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, Lan Hương chính thức trở thành sinh viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đó, cô nàng đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi giọng hát Việt và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi phong thái tự tin, tinh thần lạc quan và ngoại hình dễ mến. Bất ngờ thay, Ngô Lan Hương từng chia sẻ bản thân có khoảng thời gian không thể nghe nổi một bài nhạc trẻ nào. Thế nhưng giờ đây, âm nhạc lại chính là niềm đam mê cháy bỏng trong trái tim nàng ca sĩ. Chính âm nhạc đã đưa cuộc đời Lan Hương bước sang một trang mới và giúp cô trở nên tự tin, lạc quan hơn. Ngô Lan Hương bắt đầu được biết đến nhờ loạt clip diện màu áo câu lạc bộ Bassa chơi đàn và hát. Sau đó, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ đoạn clip Lan Hương cover ca khúc Khi Em Xa Anh của nhạc sĩ trẻ Trần Anh Tuấn. Video sau khi đăng tải thu hút hàng nghìn lượt xem cùng vô số bình luận khen ngợi. Giọng mộc của bạn này đáng yêu quá, thêm giai điệu và tiết tấu vui nhộn nên dù có nghe đi nghe lại vẫn thấy thích. Đàn guitar siêu hay luôn, giọng hát thì miễn chê rồi, thêm cách ăn mặc và biểu diễn quá ư là thiện cảm. Bạn gái xứng đáng điểm 10 nhé, là một số bình luận của netizen để lại. Bên cạnh đó, nhiều clip cover khác của Ngô Lan Hương cũng đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube như Bạn Mắc Sức Một Nhà, I'm Yours, Luôn Bên Anh thu về hơn 700.000 lượt xem. Sau tất cả, Chưa Bao Giờ, My Everything của cô nàng cũng đạt hơn 300.000 lượt xem. Khi nhận được những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, Lan Hương cảm thấy rất vui và coi đây là động lực cố gắng rèn luyện giọng hát nhiều hơn. Ngô Lan Hương chia sẻ, âm nhạc là niềm đam mê từ nhỏ và bản thân tự mày mò, rèn luyện đàn guitar được 6 năm. Khi có thời gian rảnh, nữ ca sĩ sẽ cover những bài hát yêu thích và đăng tải lên trang cá nhân. Cô nàng cũng thừa nhận mình thuộc tiếp người hoài cổ nên âm nhạc cũng mang hơi hướng cổ xưa một chút. Từ đây, hình ảnh cô gái với cây đàn guitar trên tay đã trở thành thương hiệu của Ngô Lan Hương. Những ca khúc hot hit trên thị trường nhạc Việt được nữ ca sĩ cover đã thu về lượt xem khủng cho kênh của mình như Hãy Trao Cho Anh, Sơn Tùng, MTP, Sóng Gió, Sắc, Có Chàng Trai Viết Lên Cây của nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Đặc biệt, Ngô Lan Hương không chỉ hát được nhạc Việt mà cô còn có khả năng hát tiếng Anh vô cùng điêu luyện. Từ cách nhấn nhá, nhả chữ hay luyến láy, nữ ca sĩ đều thể hiện rất mượt mà, khiến người nghe cảm thấy thoải mái khi tận hưởng những bản cover của cô. Cũng chính những bản cover cực đỉnh này đã đưa Ngô Lan Hương tới gần với khán giả. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay khi trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, cô nàng đã có một bệ phóng mới trên hành trình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình, đó chính là tham gia The Voice 2017. Đây cũng là lúc công chúng thực sự chú ý đến cô nàng nhiều hơn. Tại vòng giấu mặt, Ngô Lan Hương khiến các vị huấn luyện viên phải tích cực tranh giành qua ca khúc Diễm Xưa Đầy Sâu Lắng. Sau đó, cô gái trẻ đã lựa chọn về đội nữ ca sĩ tóc tiên. Mặc dù dừng chân ở vòng đối đầu, nhưng tài năng âm nhạc cùng vẻ ngoài đáng yêu của cô nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Khi đến với nghệ thuật, Ngô Lan Hương từ một nữ sinh Thanh Hóa mộc mạc giản dị, nay đã trở thành cô nàng xinh đẹp và có cá tính riêng trong âm nhạc. Minh chứng là sau khi chương trình kết thúc, nữ ca sĩ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đầy ấn tượng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Những ca khúc của Ngô Lan Hương lúc bấy giờ phải kể đến Anh Muốn Đưa Em Về Không, Em Như Nào Cũng Được, Yêu Đừng Sợ Đau. Ngay từ khi vừa ra mắt, loạt bài hát với giai điệu bắt tai, câu từ gần gũi đã nhanh chóng trở thành xu hướng âm nhạc với nhiều bạn trẻ. Điển hình là ca khúc Anh Muốn Đưa Em Về Không phát hành ngày 18 tháng 1 năm 2021 với gần 5 triệu lượt xem và làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng âm nhạc số. Với những ai thường xuyên lướt TikTok thì hẳn là không ít lần nghe được giai điệu Anh Muốn Đưa Em Về Không, Anh Có Muốn Đưa Em Về Không vang lên trong các video clip của nền tảng. Với chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc và sở hữu cá tính âm nhạc riêng, Ngô Lan Hương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Và để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, cô nàng đã và đang không ngừng thay đổi làm mới chính mình, chăm chỉ rèn luyện giọng hát để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mới và những bản cover chất lượng cao. Ngoài vai trò là một ca sĩ, Ngô Lan Hương còn là youtuber vlogger nổi tiếng với loạt clip triệu view. Mới đây, giọng ca xứ Thanh vừa cho ra mắt ca khúc Thà Bỏ Lỡ, dự án ấp ủ từ năm 2018 ra bản demo năm 2021. Bài hát từng gây ấn tượng tại sân khấu Big Song Big Deal, nhưng phải đến vài năm sau mới chính thức phát hành MV. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi cô nàng cho ra mắt bản chính thức cho sản phẩm này. Thà Bỏ Lỡ kể về câu chuyện của cô gái đã mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ, vì vậy cô quyết định buông lời dằn mặt chàng trai. Đoạn nhạc Thế Nhưng Bây Giờ, nhịp bass đập thẳng vào tim mình, nội dung bài hát giống với rất nhiều cô gái đi ngang qua đời mình, thật sự rất thấu hiểu cảm giác ấy, một tài khoản bình luận. Được biết, MV Thà Bỏ Lỡ được quay tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt. Đáng nói, trong lúc đang ghi hình thì trời bất chợt mưa tầm tã. Lúc này, Ngô Lan Hương nhận thấy đây là một sản phẩm khá gập ghềnh, nhiều thử thách. Nữ ca sĩ và ekip đã nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện nó, nên cô mong muốn đứa con tinh thần này sẽ nhận được nhiều sự yêu quý bởi khán giả.